Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Việt Nam Net. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin chính đáng chú ý. Thưa quý vị, lực lượng phòng vệ Israel IDF thông báo, trong ngày 21 tháng 9, không quân Israel đã tấn công khoảng 400 mục tiêu, phá hủy hàng nghìn tên lửa của phong trào Hezbollah ở khu vực phía nam Liban. Người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel, chuẩn đô đốc Daniel Hagari cho biết, hoạt động tấn công được chia thành 3 đợt chính vào sáng sớm, buổi chiều và giữa đêm. Các cuộc không kích được tiến hành dựa trên thông tin tình báo chính xác với sự tham gia của hàng chục máy bay chiến đấu. Theo truyền thông khu vực, đây là những đợt không kích ác liệt nhất của Israel vào Liban trong gần một tháng qua, kể từ sau chiến dịch tấn công phủ đầu với sự tham gia của hàng trăm máy bay chiến đấu Israel ngày 25 tháng 8. Ngay sau các cuộc không kích, quân đội Israel đã ban hành hướng dẫn mới về ứng phó tình huống khẩn cấp tại thành phố Haifa và hàng loạt khu dân cư phía Bắc nhằm chuẩn bị cho khả năng bị Hezbollah tấn công trả đũa. Theo hướng dẫn mới, người dân tại các khu vực trên không được tập trung quá 30 người ở ngoài trời và quá 300 người ở trong nhà. Hoạt động sản xuất và học tập chỉ được tiến hành tại những địa điểm có sẵn hầm trú ẩn, phù hợp ở khoảng cách gần và dễ dàng tiếp cận. Lực lượng phòng vệ Israel đánh giá Hezbollah vẫn đang sở hữu kho vũ khí khổng lồ, trong đó có nhiều tên lửa hành trình, tên lửa tầm xa có độ chính xác cao, tên lửa đạn đạo tầm ngắn và trung bình có khả năng tấn công khu vực Haifa và các địa phương phía Bắc. Về phía Hezbollah, lực lượng này đã đáp trả các đợt không kích của Israel bằng nhiều cuộc tập kích tên lửa dữ dội vào khu vực phía Bắc Israel. Theo quân đội Israel, chỉ trong khoảng chưa đầy 2 tiếng đồng hồ hồi chiều qua, Hezbollah đã tiến hành ít nhất 5 cuộc tập kích với khoảng 100 quả tên lửa bắn vào các khu vực Safed, Kiryat Shmona, cao nguyên Golan và thượng Galilee. Các cuộc tấn công không gây ra bất kỳ thương vong nào, song khiến còi báo động liên tục vang lên tại các thị trấn và khu dân cư phía Bắc Israel. Cũng trong ngày 21 tháng 9, Hezbollah thông báo đã bổ nhiệm 2 chỉ huy quân sự mới thay thế 2 chỉ huy thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel vào ngoại ô thủ đô Beirut tối ngày 20 tháng 9. Lực lượng Hezbollah ở Liban vừa tuyên bố đã bắn một loạt tên lửa vào một căn cứ quân sự sâu bên trong Israel vào sáng sớm ngày 22 tháng 9. Hezbollah cho biết đã phóng hàng chục tên lửa Fadi-1 và Fadi-2, loại vũ khí mới mà nhóm này chưa từng sử dụng trước đây, vào căn cứ không quân Ramat David phía đông nam Haifa, Israel, để đáp trả các cuộc tấn công liên tiếp của Israel nhằm vào nhiều khu vực của Liban và khiến nhiều dân thường thiệt mạng. Hezbollah đã tuyên bố sẽ trả đũa Israel vì một loạt vụ nổ dường như được kích nổ từ xa nhằm vào hệ thống máy nhắn tin và bộ đàm của các thành viên Hezbollah ngày 17 và 18 tháng 9, khiến ít nhất 37 người thiệt mạng và làm bị thương khoảng 3.000 người khác. Israel bị cáo buộc thực hiện cuộc tấn công bất ngờ và tinh vi này. Lo ngại trước nguy cơ chiến sự gia tăng, nhiều quốc gia phương Tây đã kêu gọi công dân lập tức rời khỏi Liban. Mới nhất, Đại sứ quán Mỹ tại Beirut đêm ngày 21 tháng 9 đã ra thông báo hối thúc toàn bộ công dân Mỹ rời khỏi Liban khi các chuyến bay thương mại còn hoạt động. Thông báo nêu rõ cuộc xung đột hiện nay giữa Israel và Hezbollah mang bản chất khó đoán định, vì vậy Đại sứ quán Mỹ có thể không hỗ trợ được các công dân chọn ở lại hoặc không thể rời khỏi Liban bằng các chuyến bay thương mại. Trước đó, Đại sứ quán các nước Pháp, Anh và Canada tại Liban cũng đưa ra khuyến cáo tương tự, kêu gọi công dân lập tức rời khỏi quốc gia Trung Đông khi hoạt động bay thương mại còn được vận hành. Hãng thông tấn Al Jazeera của Qatar trích dẫn tuyên bố ngày 21 tháng 9 của Hezbollah cho biết, ngoài chỉ huy Ibrahim Akil, phó lãnh đạo lực lượng biệt kích Radwan của nhóm vũ trang Hồi giáo này, đang bị Mỹ truy nã vì liên quan đến vụ đánh bom đại sứ quán ở thủ đô Liban năm 1983. Một chỉ huy cấp cao khác của lực lượng Radwan là Ahmed Wabi cũng bị hạ sát khi các tiêm kích Israel oanh tạc một tòa nhà ở ngoại ô phía nam thủ đô Beirut, Liban ngày 20 tháng 9. Bộ Y tế Liban thống kê, tổng cộng đã có 31 người, bao gồm cả 3 trẻ em, thiệt mạng và 66 người khác bị thương trong vụ không kích nói trên. Lực lượng cứu hộ và các nhân viên y tế đã nỗ lực làm việc xuyên đêm để tìm cứu những nạn nhân còn sống sót và đưa các thi thể ra khỏi đống đổ nát của tòa nhà bị sập. Theo truyền thông Israel, một nguồn tin tình báo đáng tin cậy đã cung cấp thông tin cho quân đội Israel về cuộc họp được lên kế hoạch của các lãnh đạo cấp cao thuộc lực lượng Radwan dẫn đến vụ tấn công đẫm máu nói trên.
phong trào Hồi giáo Hamas ở giải Gaza đã bày tỏ sự thương tiếc trước sự ra đi của các chỉ huy cấp cao Hezbollah, đồng thời cảnh báo Israel sẽ phải trả giá. Liên Hợp Quốc ngày 20 tháng 9 đã bày tỏ quan ngại sâu sắc sau các vụ không kích của Israel tại thủ đô Liban, đồng thời kêu gọi tất cả các bên kiềm chế tối đa. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trước đó đã họp khẩn sau vụ nổ hàng loạt thiết bị liên lạc cầm tay của Hezbollah ở Liban đầu tuần này, khiến ít nhất 37 người, bao gồm cả dân thường đã thiệt mạng và khoảng 3.000 người khác bị thương. Trưởng ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc Volker Turk lên án các vụ tấn công như vậy là vi phạm luật pháp quốc tế. Tel Aviv hiện vẫn chưa lên tiếng về sự việc. Tuy nhiên, Hezbollah và chính phủ Liban cáo buộc tình báo và quân đội Israel đứng sau loạt tấn công này. Như vậy, chỉ 2 ngày sau khi xảy ra hàng loạt vụ nổ máy nhắn tin, bộ đàm ở Liban, lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết đã tiêu diệt nhiều chỉ huy cấp cao của Hezbollah trong cuộc không kích vào Beirut. Chuẩn đô đốc Daniel Hagari cho biết, trong cuộc không kích vào thủ đô Beirut của Liban vào sáng ngày 20 tháng 9, họ đã nhắm mục tiêu và tiêu diệt tư lệnh tạm quyền của đơn vị đặc nhiệm Radwan của Hezbollah, ông Ibrahim Makil. Theo chuẩn đô đốc Hagari, cuộc không kích còn tiêu diệt nhiều chỉ huy cấp cao khác của Hezbollah khi họ tập trung bên dưới lòng đất một tòa nhà dân cư ở trung tâm khu phố Dahiye và sử dụng dân thường làm lá chắn sống. Người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel cho rằng những viên chỉ huy của Hezbollah bị tiêu diệt ngày 20 tháng 9 là những người đã chỉ các cuộc tấn công vào công dân Israel kể từ ngày 8 tháng 10 năm 2023, ngày phong trào Hamas ở Gaza bất ngờ tấn công miền nam Israel và đang có kế hoạch thực hiện nhiều cuộc tấn công hơn nữa vào giai đoạn này. Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Yoav Gallant, tuyên bố nước này sẽ không dừng lại sau vụ tấn công tiêu diệt các chỉ huy cấp cao của Hezbollah ở Beirut. Trên mạng xã hội X, ông Gallant viết, "Trình tự các hành động trong giai đoạn mới sẽ tiếp tục cho đến khi chúng tôi đạt được mục tiêu đưa người dân miền Bắc trở về nhà an toàn." Cuộc điều tra về hàng nghìn máy nhắn tin phát nổ trong cuộc tấn công của Israel vào Hezbollah đang hé lộ bức tranh đầy bí ẩn về dây chuyền cung ứng của thế lực đứng sau. Manh mối cho thấy những công ty này chỉ mới xuất hiện trong vài năm trở lại đây, hầu như không để lại dấu vết giấy tờ về hoạt động của mình. Họ được điều hành bởi các doanh nhân bí ẩn, với dấu vết trực tuyến mờ nhạt và ít kinh nghiệm trong lĩnh vực viễn thông. Điều này đang làm tăng thêm sự nghi ngờ về ai thực sự đứng sau việc sản xuất và phân phối các thiết bị nhắn tin này. Trong suốt nhiều thập kỷ, Iran và các nhóm vũ trang được hậu thuẫn như Hezbollah đã tạo dựng một mạng lưới các công ty bình phong khắp Trung Đông và Địa Trung Hải nhằm thu thập tài chính và thiết bị, đồng thời lách qua các lệnh trừng phạt quốc tế. Để đối phó, Israel cũng xây dựng những mạng lưới ngầm của riêng mình nhằm xâm nhập và phá vỡ chuỗi cung ứng của các tổ chức được Iran hỗ trợ. Cuộc chiến ngầm giữa các mạng lưới đối địch này đang trở nên kịch tính hơn bao giờ hết. Bức màn bí ẩn này đang dần được phơi bày. Thế lực ngầm nào đứng sau vụ phát nổ? Trong ngày 17 tháng 9 và 18 tháng 9, hàng nghìn máy nhắn tin và bộ đàm ở Liban bất ngờ phát nổ, khiến hơn 40 người thiệt mạng, khoảng 3.500 người bị thương. Thiết bị liên lạc phát nổ ở bất cứ nơi nào, dù là siêu thị, trên đường phố hay trong đám tang, khiến người dân Liban hoang mang. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là, các thiết bị liên lạc đó đã vào Liban bằng cách nào? Chính phủ Hungary cho biết, các thiết bị máy nhắn tin thương hiệu Gold Apollo gây ra các vụ nổ hàng loạt ở Liban chưa bao giờ xuất hiện ở quốc gia châu Âu. Trước đó, công ty máy nhắn tin Gold Apollo của Đài Loan Trung Quốc cho biết, mẫu máy nhắn tin được sử dụng trong cuộc tấn công chống lại Hezbollah là do PAC Consulting có trụ sở tại Budapest, Hungary. Công ty này khẳng định họ chỉ cấp giấy phép thương hiệu của mình cho công ty PAC Consulting và không tham gia vào việc sản xuất thiết bị mà Hezbollah sử dụng. Ngày 19 tháng 9, lực lượng an ninh quốc gia đã triệu tập hai giám đốc điều hành từ Gold Apollo và PAC Consulting nhằm phục vụ công tác điều tra. Văn phòng công tố cũng cho hay, các nhà điều tra đã khám xét 4 địa điểm, trong đó có quận Sizi, thành phố Tân Bắc, nơi đặt cơ sở của Gold Apollo, và quận Nehu ở Đài Bắc, nơi có trụ sở của Apollo System. Sau khi xác minh điều tra, văn phòng công tố viên cho biết, không có bằng chứng cụ thể nào được tìm thấy cho bất kỳ người Đài Loan nào có liên quan đến vụ đánh bom khủng bố. Người phát ngôn chính phủ Hungary, ông Zoltán Kovács cho biết, chính quyền Hungary đã xác định rằng công ty được BAC là một công ty trung gian thương mại, không có cơ sở sản xuất hoặc hoạt động nào khác ở Hungary. Tại Hungary, BAC Consulting đã được đăng ký vào năm 2022 để thực hiện hàng chục hoạt động kinh doanh, từ bán thiết bị viễn thông đến sản xuất trò chơi máy tính, với doanh thu khoảng 600.000 đô la Mỹ vào năm ngoái.
Ông Jordan Kovac thông tin thêm, PAC Consulting có một người đứng đầu hoạt động tại Hungary theo địa chỉ được liệt kê và các thiết bị được đề cập chưa bao giờ xuất hiện ở Hungary. Mạng lưới liên quan ngày càng phức tạp. Cơ quan an ninh quốc gia Bulgaria ngày 19 tháng 9 thông báo đã mở cuộc điều tra sau khi truyền thông Hungary đưa tin Nortra Global, công ty đăng ký trụ sở ở thủ đô Sofia của Bulgaria, đã nhập khẩu các máy nhắn tin và chuyển chúng cho Hezbollah. Ngày 20 tháng 9, Cơ quan An ninh Quốc gia Bulgaria cho biết công ty Nortra Global và chủ sở hữu không tiến hành bất kỳ giao dịch nào liên quan hoạt động mua bán các máy nhắn tin hoặc thuộc phạm vi các điều luật về tài trợ cho khủng bố. Nortra Global được công dân Na Uy Rinson Hose thành lập vào tháng 4 năm 2022, theo giới thiệu trên website đã ngừng hoạt động của hãng. Nortra Global là công ty công nghệ hàng đầu tập trung vào quản lý dự án công nghệ, phân phối, quảng bá và tích hợp công nghệ. Công ty năm ngoái công bố mức doanh thu 650.000 euro, tương đương 725.000 đô la Mỹ, nhờ hoạt động tư vấn bên ngoài Liên minh châu Âu EU. Đại diện hãng cho biết, Jose đi công tác nước ngoài từ hôm 17 tháng 9 và họ vẫn chưa thể liên lạc được với ông ấy. Cảnh sát Oslo, Hungary thông báo đã mở cuộc điều tra sơ bộ về thông tin công dân nước này liên quan đến sự việc. Giới chức Bulgaria nói, công ty Nortra Global của nước này không tham gia quá trình bán loạt máy nhắn tin phát nổ ở Liban như thông tin trước đó. Ngày 20 tháng 9, lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Liban đã thúc giục giảm leo thang ngay lập tức khi tình hình thù địch tiếp diễn tại biên giới Liban và Israel sau các cuộc không kích dữ dội nhất của Israel trong gần một năm xung đột với Hezbollah. Trước đó ngày 19 tháng 9, quân đội Israel cho biết họ đã tấn công hàng trăm bệ phóng tên lửa của Hezbollah đang chuẩn bị bắn về phía Israel. Theo các nguồn tin an ninh tại Liban, đây là cuộc tấn công dữ dội nhất kể từ khi chiến sự Gaza bùng phát vào tháng 10 năm ngoái. Cuộc xung đột đã trở nên dữ dội hơn đáng kể trong tuần này khi Hezbollah phải hứng chịu một cuộc tấn công chưa từng có, trong đó máy nhắn tin và bộ đàm mà các thành viên của nhóm này sử dụng đã phát nổ, khiến 37 người thiệt mạng và hàng nghìn người khác bị thương. Một nguồn tin người Liban quen thuộc với các thành phần của thiết bị này cho biết với Reuters rằng pin của bộ đàm được tẩm một hợp chất dễ nổ được gọi là PETN. Vật liệu nổ được tích hợp vào bộ pin theo cách cực kỳ khó phát hiện. Sáng ngày 20 tháng 9, lực lượng gìn giữ hòa bình Unifil ở miền nam Liban cho biết 12 giờ trước đó đã chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ của các hoạt động thù địch trên khắp biên giới Liban và Israel và trong khu vực hoạt động của lực lượng này. Người phát ngôn Unifil Andre Tenneti nói với Reuters rằng nhắc đến đường phân định biên giới giữa Liban và Israel, chúng tôi lo ngại về sự leo thang gia tăng trên đường giới tuyến xanh và kêu gọi tất cả các bên liên quan ngay lập tức hạ nhiệt. Các cuộc không kích của Israel đã tấn công ít nhất 3 ngôi làng ở miền nam Liban. Theo các nguồn tin an ninh tại Liban và kênh truyền hình Al-Mana của Hezbollah, quân đội Israel chưa thông tin về hành động này. Hezbollah cho biết các chiến binh của họ đã bắn một tên lửa dẫn đường vào quân đội Israel ở Metula, một thị trấn của Israel trên biên giới vốn thường xuyên bị Hezbollah nhắm mục tiêu trong năm qua. Đài phát thanh Israel đưa tin rằng cư dân của một số thị trấn ở miền bắc Israel đã được Bộ Tư lệnh Nội địa của quân đội hướng dẫn ở gần nơi trú ẩn của họ. Các nguồn tin an ninh ở Liban cho biết 4 người đã bị thương trong cuộc pháo kích dữ dội của Israel vào thứ Năm. Hiện vẫn chưa rõ liệu có phải là thành viên của Hezbollah hay không. Sự leo thang những ngày qua đã làm gia tăng lo ngại rằng cuộc xung đột có thể lan rộng và dữ dội hơn nữa, đẩy Trung Đông đến bờ vực chiến tranh. Mỹ đã cảnh báo tất cả các bên ở Trung Đông về việc leo thang, nói rằng ưu tiên của Washington là tìm ra giải pháp ngoại giao. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Matthew Miller nói, chúng tôi sẽ tiếp tục bảo vệ quyền tự vệ của Israel, nhưng chúng tôi không muốn thấy bất kỳ bên nào leo thang cuộc xung đột này. Theo các nguồn tin ở Liban, hơn 460 chiến binh Hezbollah đã thiệt mạng kể từ khi các cuộc giao tranh gần đây nhất với Israel nổ ra cách đây gần một năm. Ngoài ra còn có khoảng 170 thường dân. Tại Israel, ít nhất 52 người đã thiệt mạng, một nửa trong số đó là thường dân và một nửa là binh lính. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc gồm 15 thành viên dự kiến sẽ họp vào ngày 20 tháng 9 về các vụ nổ thiết bị liên lạc. Trong bài phát biểu trên kênh truyền hình vào ngày 19 tháng 9, thủ lĩnh Hezbollah Sayed Hassan Nasrallah cho biết các vụ nổ thiết bị đã vượt qua mọi ranh giới đỏ và tuyên bố sẽ trừng phạt Israel. Israel chưa bình luận trực tiếp về các vụ nổ máy nhắn tin và bộ đàm mà các nguồn tin an ninh cho biết có thể do cơ quan gián điệp Mossad của nước này thực hiện. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết Israel sẽ tiếp tục hành động quân sự chống lại Hezbollah. Israel cho biết mục tiêu của họ là đảm bảo người Israel trở về phía bắc của Israel một cách an toàn. Hezbollah, một đồng minh của nhóm chiến binh Palestine Hamas, cho biết các cuộc tấn công của họ vào miền bắc Israel
nhằm mục đích hỗ trợ người Palestine đang chịu hỏa lực của Israel ở dải Gaza. Ông Nasrallah tuyên bố vào ngày 19 tháng 9 rằng mặt trận Liban sẽ không dừng lại trước khi cuộc xâm lược Gaza dừng lại. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!